À, một cái thuốc 20 triệu khách, ba khách cộng lại mới được 70 triệu mà anh. Ba cái được 70 triệu, giờ không được 70 triệu tao lấy cái nhà mày, mày chịu không? Giờ nếu mà ba cái cộng lại 70 anh mất cái nhà của mày. Ngược lại mày mất cái nhà của anh chơi không? Đam khỉ rồi, không có gì để đam đó quý vị. Cái này là niềm tin. Giờ tôi không tin, bạn tin tôi bằng cá hết. Ai cũng có trách nhiệm hết. Hợp lý không quý vị? Bởi vì mấy thằng trẻ trâu không biết gì về kiến thức hết á. Cái gì nó phải phản biện chứ. Không phản biện làm như trình phản biện làm gì không nổi. Bây giờ mấy ông có biết Pháp không? Pháp một năm có 80 triệu thôi đó ông. Vậy Pháp có cái gì kể nghe coi. Một đống cái để kể luôn, kể cái xỉu luôn. Kể sáng mai chưa hết. Đúng không? Mà cái đầu tiên á, quan trọng nhất là Pháp là cửa ngõ đi châu Âu. Người ta đi Pháp thì người ta đi mấy nước khác mà được có 80 à. Ủa ông nổ 70. Giờ ông không tin thì thôi cá thôi, mệt quá. Nói chi tranh luận này mệt. Bó tay thiệt cái mem. Bởi giờ đọc báo là phải trình độ. Không trình độ dễ làm gà cho tao lùa lắm nha. Người cái này có gì đâu lùa, anh thấy xây dựng mấy cái trung tâm vui chơi giải trí lớn như vậy cũng là một cái nguồn thu ngân sách cho quốc gia khá là tốt mà anh. Thì ok. Cái gì ra cái đó. Nếu mà thằng Mỹ nó bỏ tiền vô đầu tư ba cái đó, mình đâu có gì đâu mất, kệ nó. Ủa anh chỉ nói là cái chuyện mà 80 triệu kìa, anh chỉ nói chuyện vụ 70 triệu thôi chứ anh không có nói cái vụ đầu tư đó là sai là đúng gì trơn trọi đó. Yeah. Tiền của mình thì mình suy nghĩ. Còn tiền của nó đó thì mình chỉ cần coi chính sách và coi ưu đãi cái gì thôi. Hợp lý thì chơi, lỗ mày chịu. Còn nếu mà lỗ nó không chịu thì sao? Theo anh thấy dự án Disneyland thành công thì chính phủ ta có thể thu thêm khoản tiền từ nước ngoài lẫn trong nước không anh? Thôi mày xa lắc rồi mày ơi. Mày xa lắc. Xa lắc luôn em. Này chặng đường lê thê em coi đầu tư nhiêu tỷ. Em coi đầu tư nhiêu tỷ em. Hiện giờ Disneyland nó rộng quá, có con land khác ở Long An nó biết land gì không? Chưa biết là mạng tìm nha mấy em. Mấy em bàn có những cái mà toàn là đau to búa lớn không à. Nhưng không đổi mới sao phát triển được anh? Ờ thì đúng là không đổi mới không phát triển được, nhưng mà đâu phải sàm sàm mày. Cái gì mày sàm sàm cái mày vô mà nó đổi mới không chết tao luôn. Nhưng bây giờ nè, cái vấn đề á mày nói, em nói gì kệ em. Ok Dư Trần, em dám ký vô 70 triệu không? Nếu mà không được 70 triệu mày mất cái gì? Còn bây giờ nếu 70 triệu thì mất cái gì? Chứ thôi. Giờ mình cãi lộn là chỉ cãi vậy thôi, chứ cãi gì giờ? Chứ giờ không ai mà đi mà bình luận cái dự án trên giấy nó mà nó viển vông nó đâu chả biết nó đâu ra hết á. Chỉ qua bài báo thôi. Chứ giờ Happy Land là thằng Wonderland gì đó nó có nói là ừ mà giờ tao đổ cho mày 5 tỷ không? Nó nói nghe dễ ăn quá trời. 5 triệu đô thôi đó còn suy nghĩ sói tráng rồi. Còn lại 5 tỷ. Mà tự nhiên cả rừng nước trên thế giới nó không đầu tư về Việt Nam. Thấy ảo mà Canada nữa chưa? Đầu tư Việt Nam thì mừng với anh. Thì đồng ý là mừng, nhưng mà nó có thực tế hay không? Thì anh nói rồi mà. Bây giờ tự nhiên mấy ông nội đó đầu tư Việt Nam 15 tỷ. Mà không đòi hỏi gì trơn, lỗ 10 triệu, tao cảm ơn. Ồ cảm ơn bạn, mình thích bạn rồi đó. Bạn đúng là tinh thần Mỹ Đế đó. Còn lúc đó đúng không? Lúc mà nó đã đầu tư vô rồi đúng không? Tiền đổi vô Việt Nam rồi đúng không? Không có khách du lịch mình cũng trả sao? Đúng. Đúng không? Tiền thuê đất mình xu. Tiền nhân công thợ hồ tất cả thứ mình xu. Tiền điện nước mình xu. Nó tóm lại cũng cầu cho ông Mỹ Đế ông rót vô 15 tỷ đô. Vậy thôi. Không? Đừng đòi hỏi gì nha. Chứ không đừng đòi hỏi đã từ đây tao lỗ hay gì đó. Chính phủ bù lỗ nữa chết nước luôn. Hay là vô đây phải thế này phải thế kia nữa căng. Đầu tư trong sáng thì ok nha quý vị. Cứ vô đây mấy ông đầu tư tiền lời mấy ông ăn mà lỗ mấy ông chịu. Mấy ông thuê đất rồi mấy ông thuê nhân công lao động rồi mấy ông cải thiện mỹ quan đô thị rồi ok được. Nếu mà cho mình có quyền quyết định đó, mình cho lô đất với Bến Tre đó. Về dưới xây Disneyland. Thiệt mà ha. Xong rồi nâng cấp đường quốc lộ 60 lên, chạy thẳng cái đó luôn. Ý em là trên Đồng Xoài nó làm công viên. Xây mô phỏng mấy chương trình như Vạn Lý Trường Thành. Ôi, thôi mẹ ơi, mấy cái đồ pha ke đó chỗ nào chả có, nghe đâu đó miền Tây cũng có nữa các bạn. Nó sẽ nói rằng thôi giờ đi du lịch châu Âu đi chi xa về chứ cái chỗ này có nè. Đầy, tôi nói thiệt với bạn, đầy. Tôi cũng nhớ chỗ thôi, đầy. Xong rồi gì mấy cái tượng thần Hy Lạp gì đó làm giả luôn mà. Nó giờ đi qua Pháp chi có tháp Eiffel nữa. Nhỏ nhỏ thôi. Tháp bên bển nó làm bằng thép, còn này chắc làm bằng inox hay bằng sắt gì không biết nữa. Xong rồi gì trung tâm tài chính thế giới nữa. Ồ cái này cũng ghê lắm nha các bạn. Sao ghê anh?
Thôi mẹ ơi, má trung tâm tài chính thế giới, cọc thì bỏ lên bỏ xuống, cổ phiếu thì bán lụi bán chui, không hiểu sao trung tâm tài chính thế giới nữa. Trung tâm tài chính thì có thể làm nhiều cái vấn đề khác, cái dịch vụ kia chứ đâu có bất động sản đâu. Thiếu gì mà nói chung coi trung tâm tài chính là gì, tức là giao dịch tài chính nó phải nằm ở đây. Yeah. Vậy thôi. 10 thành phố Mỹ cấp đất tặng tiền cho dân đến ở, ủ đầy mấy thành phố mà dạng như là ở vùng mà thường xuyên có thiên tai hay là dân thưa đó, chính sách khuyến khích nó ghê đó. Nhiều khi nó cho mày đất về mày mở công ty ở đó luôn á. Mà xong nó khuyến nó giảm thuế cho em đồ nhiều mà. À, nếu em là tài phiệt bất động sản em sẽ làm nguyên một khu khu bự cỡ Suối Tiên, nhưng em sẽ phục dựng các công trình kiến trúc lịch sử Việt Nam cho các đoàn làm phim đóng và cho khách tham quan làm phim trường em. Làm phim trường nhưng mà phim trường thứ thiệt đó, không giống như em gom hết bị địa danh gạch gầm sòi múc làm xong giả giả vô rồi xong rồi em nói chung là những cái gì mà có yếu tố lịch sử làm sao làm đúng không, chỗ giống như Nguyễn Ánh trốn là Phú Quốc Thổ Chu gì đó làm giả giả một cục đất nhỏ nhỏ vô rồi xong rồi thành nhà Hồ thành hoàng thành Thăng Long đồ rồi xong rồi sông Hát rồi cái gì Bạch Hạc Phú Thọ đồ hay dạng gì hay á, cái dạng nó hay á, nó vừa mang ý nghĩa du lịch mà nó vừa mang cho người ta làm phim cổ trang đồ phải không, rồi Thạch Sanh Lý Thông đồ rồi BBT Kim Chúa ngon nha. Phú Quốc nếu đầu tư mạnh không khác gì Hawaii đúng không anh, tại em thấy vị trí đẹp theo anh nghĩ vậy. Thường thường mấy người cuồng hay nói vậy lắm em ơi, anh đú không đú tới Hawaii đâu, thằng Hawaii nó đẳng cấp là tại nó của Mỹ đúng không. Còn giờ em mẹ đảo nào của em cũng đòi như người ta không thì Việt Nam mày bá thế giới rồi còn gì nữa bạn. Bởi vì con người ta không bước từ cái thực tế, người ta thường hay nằm mơ. Đúng không? Keep dream on nha mấy em. Tặng cho em mấy câu tiếng Anh keep dream on mới học lõm được. Mấy bạn viết gì mình chữ đó mà. Dạo này mình mới tuyển mấy bạn thợ neo vô tiếng bồi ghê lắm. Keep dream on. Ủa anh nhưng mà vậy thì cái việc mà xây mấy cái trung tâm giải trí rồi trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam này có gì remon anh, khi mà người ta nói là các cái bên Mỹ người ta đã cam kết đầu tư đồng ý đầu tư mà như vậy thì đâu có đâu là cam kết đầu tư gì, bậy không bạ, không có một tờ báo nói thôi chứ em nói ai đâu cam kết đầu tư gì, nó phải có lộ trình giữa chính phủ nhà nước mình cho phép đầu tư cái đó nữa chứ, giỡn hoài trời. Mẹ ơi, 5-10 tỷ đô giống như 5-10 tỷ đồng của trời. Rồi đầu tư vô đó nó kiếm nguồn thu ở đâu ra? Ví dụ giờ nó bỏ 5 tỷ đô vô đầu tư thì phải bài toán tính giờ. Ví dụ 5 tỷ đô nó vay ngân hàng đi rồi trả lãi cái này nọ, tiền nó thu được có được hay không? Còn cái mấy cái quỹ đó đâu phải là cái linh hồn của du lịch. Đúng không? Du lịch người ta đi đồ riêu chứ chơi đồ pha ke, còn đòi cạnh tranh với đồ riêu nữa. Bây giờ lượng khách du lịch đến Mỹ đi, chưa bằng được lượng đó nữa. Lượng khách du lịch đến Pháp là cao nhất rồi, 80 triệu một năm. Trời ông đòi 70 luôn, tôi chịu luôn. Bó tay. Mà chưa kể á, mấy đó du lịch phải có tiền. Mà thêm cái nữa đó, người ta lỡ người ta đi qua đồ riêu, người ta đi qua Mỹ Đế, người ta được cái bát bo người ta mạnh. Đúng không? Chỗ mọc người ta sang. Năng lực cạnh tranh nằm ở đâu trời? À, Việt Nam tính xây Disneyland ở đâu danh? Chưa biết nha. Báo nó chém gió thôi chứ chưa biết nha. Tới 25 triệu du khách, triệu du khách. Không, giờ lên 70 đi cho nó ròn, 70 triệu cả nước. Anh ơi, thành phố kiến nghị xin tăng vốn đầu tư làm vành đai 3. Anh cho em kiến thức kiến thức dễ lắm em. Giờ cái đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà đó là dự án trọng điểm quốc gia, chắc là trung ương chi tiền. Mà ví dụ như ngân sách đầu tiên chi khoản A, giờ tăng khoản B thì phải xin tiếp vậy thôi. Bamboo dịch vụ có vẻ ok hơn Vietjet, Jetta tính cùng phân khúc giá. Mặc dù em thường đi Vietnam Airlines hơn, em thấy Bamboo có vẻ là công ty dịch vụ đúng không? Thiếu chỉ vụ đúng không? Yeah. Nói chung Bamboo hiện giờ như đang nợ tiền chưa trả đó. Sân cục hàng không ta đòi quá trời. Mà ông này chém cũng mát lắm em. Mua máy bay toàn là máy bay xịn không mà bay qua Mỹ rồi mới chịu, nữa không biết bay được chuyến nào chưa thì chưa rõ. Vietnam Airlines chắc bay được rồi. Vị trí của hầm Thủ Thiêm mình xây cầu thay vì xây hầm có khả thi không anh Duy? Khả thi cái đầu em chứ khả thi bây giờ cái hầm ta có cả chục năm rồi. Mà bây giờ em lật ngược, mày lật sử đi mày quen rồi mày lật luôn cái hầm nữa. Nó vô lý ở chỗ là cái hầm nó đã có lâu rồi bố ơi, bây giờ bố nói là giờ bỏ hầm xây cầu là sao? Nên không khả thi là không khả thi ở cách em đặt vấn đề.
em đặt vấn đề trên những cái chưa có thì mình mới chọn phương án A và phương án B, phương án nào nó hợp lý. F15 với Su-35 con nào ngon hơn như anh Duy? Giờ hỏi con nào là biết trẻ trâu rồi em. Bây giờ hỏi con nào là biết trẻ trâu rồi. Anh nghĩ quân đội Nga và Mỹ ai cân sức hơn ai anh? À, quân đội Mỹ đi thế giới nhiều hơn em. Quân đội Nga đi thế giới không bằng, anh chỉ biết vậy thôi à, chứ còn không biết ai cân sức hơn ai hết. Tùy vào tinh thần chiến đấu nha. Hay nói khác á, quân đội của Mỹ á đi làm on-site nhiều hơn. Mà có tỷ lệ bóp cò đó, chắc quân đội Mỹ cũng nhiều hơn. Tỷ lệ tập trận á, chắc quân đội Mỹ cũng nhiều hơn. Còn ai ngon hơn anh không biết. Mà lương á, thì chắc chắn quân đội Mỹ cao hơn. Còn đánh lộn ai ăn anh không biết nha. Ví dụ em nói là tỷ lệ tử vong quân đội Mỹ cũng cao hơn có được không anh? Tại vì quân đội Mỹ mỗi lần đánh trận là bao nhiêu ngàn cái hòm cấp về đó. Thì đúng đúng là cái đó nó không kê ra mình biết. Nhưng mà quân đội Nga cũng đi support bên Syria vậy. Nói chung mà game online thì comment anh thấy cũng đúng á. Thật sự thì phải thừa nhận một điều, dân trí của Việt Nam mình còn thấp. Nó còn thấp nó mới xảy ra những cái chuyện mà gọi là tự nhiên ôm nhỏ 5 tuổi đi dục mương, ô lộn dục xong. Xong rồi cái nói ra nói tới nó lui la đang bị gì vợ bỏ vợ ngoại tình gì đó. Nó tóm lại là cái gì? Một cuộc hôn nhân nó quá sai. Đúng không? Chưa sẵn sàng lập gia đình, lủi đầu vô lòng. Chưa sẵn sàng có con, đi có con. Thấy không? Có con rồi. Giờ ra kết quả vậy. Cao chỗ nào các bạn? Cao chỗ nào? Rồi thêm cái vụ thằng bé sinh viên nào nó tự tử nữa. Nhiều vụ quá trời quá đất luôn. Lòi ra toàn là mới tin thấy căn bản xuất phát từ dân trí thấp. Không có suy nghĩ được cái cuộc sống của mình trong tương lai và sẵn sàng chịu trách nhiệm đương đầu với nó. Xong rồi kêu đi qua nước ngoài mỉa mai, ôi mấy giờ nó không chịu lấy vợ, nó không chịu đẻ con kìa, mốt nó hết dân số. Cái đó gọi là gì? Thằng dân trí thấp đang đi đam thằng dân trí cao. Đúng không quý vị? Bây giờ nếu mà ví dụ như không có lực lượng lao động trẻ mà nước người ta giàu, ta có đám cả đám giải pháp. Bây giờ cái bao nhiêu người ta muốn bơi qua bên Qatar làm mướn. Bao nhiêu người muốn nhập cư vô Đức làm mướn. Nhưng mà ngược lại á, nếu mà nước ông đang nghèo á mà ông dính vô bài toán dân số già là ông chết. Ai thèm qua nước không? Mà nếu mà có qua nước ông á thì chắc cũng là toàn là anh Duy sẵn sàng có con chưa nè. Giờ nếu mà nói với hoàn cảnh điều kiện của anh á thì 10 đứa nuôi khỏe. Bảo đảm luôn. Có được cái ngân quỹ cho nó học tới năm 18 tuổi, sẵn sàng lót đường cho nó đi du học luôn. Chơi thôi chơi phải vậy á. Giờ tính nè. Vậy ví dụ nha. Có con ra một đứa đúng không? À, mà thì nó mới đẻ ra là thuê Oxin. Mình dùng chữ Oxin kỳ các bạn. Thuê gọi là gì ta? Nít, con nít là kêu là gì? Nói chung là một cô để làm nghề nó bảo mẫu đi. Ờ dạng dạng vậy. Thì giờ tháng 10 triệu bao ăn ở không bao, rồi bao ăn không bao ở. Tối về tháng 10 triệu 520, thưởng tới tháng 3 nữa 10 triệu nữa 130, rồi chốt kèo chưa? Giờ cứ tính bài tròn tròn vuông vuông thuê 3 năm. Tại sao thuê 3 năm? Tại năm lớp 4 cho đi học rồi. Thuê gì nữa? 3 năm thì nhiêu? 309. Được không? Ngon rồi. Tiền ăn nít ăn nhiêu tháng cho 2 triệu á, ăn đi. Sữa thì ăn cái gì? Nhiều. Nói chung chả đáng bao nhiêu. Và thêm cái nữa, từ năm 3 tuổi tới năm 5 tuổi đi học, học trường lớp mầm chồi lá gì đó. Học nội trú. Đúng không? Sáng xe tới nước, chiều xe đưa về. Tháng năm học vậy khoảng chừng chắc 200 triệu, 200, 300 gì. 3 năm vậy cho 700, 800. Thì trong vòng 3 năm đó đó, giờ bán giấy tập tạ nuôi được không? Hả? À, bán giấy tập tạ ăn vé 3 năm 23 triệu. Tháng bán 10 vé nuôi được rồi. Đúng không? Hợp lý. Tháng bán 10 vé trừ trả lương nhân viên còn lại nuôi khỏe. Có gì nữa ta? À, rồi xong rồi học. Tiền học 700, 800 anh.
Hả? Rồi tiền học 700-800 một năm, à 3 năm. Không, tiền học nó tùy em, lớp nhỏ nó rẻ, lớp lớn nó mắc mắc. Nó tóm lại á, thì cứ cho là năm, một năm trung bình khoảng chừng tiền học tiền ăn luôn cho 700 triệu. 700 triệu đi. 700 triệu à. Học 9 năm nhiêu? Ok. 9 năm 6 tỷ rưỡi. Mẹt. 6 tỷ 3. Mẹt, mẹt, mẹt. Cầm con mẹt hả anh? Không, giá bằng con mẹt. Ok. Ok. Được chưa? Xong lớp 9. Mày muốn du học đâu? Mày muốn học ở đâu cũng kệ mày thôi. Từ lớp du học đúng không? Ok. 5 tỷ. Không, 5 50 ngàn là. Một năm. Một năm 50 ngàn. Năm 50 ngàn là chắc tỷ cho tỷ 2. Năm 50 thôi tính bằng ngàn thôi, tôi có đi du học đừng okay. Đổi tiền Việt chứ đầu lắm. Ok. Cứ cho học 3 năm, lớp 10, 11, 12, 2 cool. 2 cool xong lên đại học 4 năm, 5 năm. 4 năm, 3 năm, 7 năm. 7 năm, 7 nhân 5 là nhiêu? 350 ngàn. Mẹt nữa. Nữa hả? Ồ, mà nuôi nhỏ 2 mẹt rồi. Hồi đẻ đó thôi mày đẻ 2 đứa thôi, đẻ 10 đứa chết á. Đẻ 2 đứa là 4 con mẹt. Nhưng mà 4 con mẹt đó là nhiêu? Là làm anh làm từ đây tới năm nó 10 nó 21 22 tuổi lận là 20 năm lận. Dạ. Yeah. Thì túc ta túc tắc này nọ mình nhịn bữa massage này nọ kia đi túc ta túc tắc thôi chắc cũng được mà. Đâu đến nổi đâu em. Không lùi còn bí quá bán mẹ nhà đi chứ để chi nữa. Đúng không? Bí quá rồi. Thôi. Bán luôn cái nhà. À gì à, nuôi con ai tính vậy em? Ủa chúng tính vậy tính làm sao chị? Ủa mình nuôi con là phải tính chứ không nuôi con tính là giữa chừng tiền đâu cho nó đi học chị. Tính đường dài như vậy. Mẹ giữa chừng chơi bí lù quá ôm nhỏ xuống nhảy xuống mương nữa chết luôn. Thiệt luôn. Có đâu. Tính nó rồi. Cái này gọi là hoạch định cho tương lai. Đúng luôn chuẩn. Nói chung bây giờ lập gia đình là phải tính. Rồi xong rồi có con càng phải tính nữa. Còn nếu mà chưa sẵn sàng thôi lập gia đình thôi. Rồi từ từ có con sao. Người phụ nữ năm 35 tuổi đẻ vẫn được, đừng có lo. Bây giờ bơ sữa đồ nhiều lắm, sức đồ nhiều lắm. Không có khái niệm mà gọi là 35 tuổi đẻ khó nuôi đâu quý vị. Cái thời ăn rau muống nó khác. Đúng không? Còn bây giờ mình ăn thịt bò rồi. Bây giờ bạn không thấy những người những cô diễn viên người mẫu tuổi gần 40 nhìn mưng mởn. Nhìn như hai mấy vậy. Em nhìn em mê nữa. Cái gì chưa tính nó phá của. Phá không cho mình dạy. Phá móc phá gì phá. Ăn đi học không phá bằng niềm tin. Đúng không? Bây giờ bạn nghĩ tôi phá kiểu gì? Con quý vị sao không biết. Nhưng mà con tôi nếu mà đẻ ra đó là sáng cấp ô đi học, chiều cấp ô về. Thích thì nhà cho mà ở nhà chơi game thôi. Không cho nó đi chơi bời này kia. Để tiếp xúc lăn lộn với cuộc đời sớm mà. Không cần, độ lăn lộn cuộc đời chưa cần. Thậm chí tới vấn đề nó lái xe máy tao phải suy nghĩ đây. Nó nói thiệt. Anh nó tính trong đầu rồi. Xe máy cho mày khỏi lái luôn. Bây giờ ra đường nhiều khi cái mạng mình hên mình còn giữ được. Nó xui xui nó ra nó để cái bum xe tải ăn luôn rồi chết luôn. Có phải là tự nhiên mất con không? Mà trong khi nó đi học trường đưa rước không mà nhu cầu chạy xe máy thì làm gì đi siêu thị hả? Đúng không? Bởi vì tôi nghĩ tôi trưởng thành tới cái thời này rồi. Mà tôi nhìn là tôi cũng giật mình cái thời trẻ của tôi luôn ấy. Xe máy tôi chạy tôi bị tai nạn mấy cú má rồi không chết hơn thiệt. Giờ nghĩ lại đố giám quý vị. Thiệt luôn á. Nhất là ở Sài Gòn. Mật độ giao thông nó lớn, nó đông mà quán nhậu nhiều quá. Má nó nhậu về nó bá vô con mình cái là trời ơi. Chết mấy em. Nhưng mà anh ngày xưa có quá khứ huy hoàng như vậy anh mới có ngày hôm nay. Không phải, cái đó là mình không thể nào, mình gọi là mình hên thôi. Yeah. Mình hên là mình còn sống tới ngày hôm nay, má ơi. Bây giờ mình đặt con mình vô cái bài toán của mình nữa, mày feel không mày? Cái đó con mình nó sẽ hận mình. Nó nói là cha mẹ này nó nhảy vô cái hố rồi, giờ cha mẹ không chịu không chỉ con cái hố, lủi vô té dưới bà nó rồi. Các bạn suy nghĩ sao, đó là việc của các bạn. Đồ riêng tôi. Tôi một khi tôi đã chọn đẻ con rồi đó, tôi phải lo được cho nó. Tôi lo theo cái kiểu của tôi, chứ không phải lo theo kiểu hai trẻ trâu ra đường quýnh lộn. Rồi xong mày biết bố mày ai không? Mày biết tao con Duy Nguyễn đó. Giờ làm sao? Không phải vậy. Càng hiểu không? Mỗi người lo một kiểu. Đó. Nên bây giờ tôi nghĩ là chuyện chạy xe máy đâu cần đâu.
Ủa chạy xe máy để làm cái gì? Bây giờ con tôi nó đi học, đúng không? Xe đưa rước hết rồi, xe trường đưa rước này nọ, có bảo mẫu y tá cho đó luôn. Rồi xong rồi về nhà nó ấy ấy thôi, muốn gì muốn thì một mình chở đi được không, kêu tài xế chở. Tới đó chắc anh già anh kiếm tài xế rồi, không thì đi Grab đi. Mà thôi mà đừng đi Grab, mất công gì cũng có chuyện rất béo nữa. Nhu cầu đi đâu, không đi đâu hết á, chỉ ăn này từ từ nhà nhà trường. Rồi tới năm lớp 9, 9 tuổi chắc gì nó ở Việt Nam nữa. Ủa năm lớp 9 tại sao tôi nói vậy? Tại vì đơn giản á, bạn bè nó, cái trang lứa đi du học á, là nó chín nó lủi đi mớ rồi đó. Nên tôi rất là sợ là tới lúc đó là con mình nó đòi đi luôn đó. Nên tôi phải nghĩ tới phương án lót ổ để cho lớp 9 nó đi được. Nó lái xe máy gì, nó đi đâu ai biết nó, không biết nó đi đâu luôn á. Đi Trung Quốc hay đi Triều Tiên hay đi Nhật Bản, Hàn Quốc hay đi Mỹ Đế hay đi Úc gì đó, đi Đức, Đức gì đó, ai biết đi đâu, đúng không? Nhưng mà tôi ví dụ nó đi Mỹ đi. Đi Mỹ là 16 tuổi thi bằng lái rồi. Qua bên đó mua cho nó con VinFast rồi xong đi thi bằng lái luôn con. Hay ta. Chuyện đó có gì đâu. Nhưng mà giả sử nó đã đi học ở bên Mỹ rồi á thì nó vẫn, anh vẫn kêu xe đưa rước thôi. Đó, mày đi qua mày mày có đi mua đi đi bằng lái thì mà lái VinFast tới tiệm nail của bố lấy tiền chốt sổ được rồi. Vậy thôi. Nên tôi sẽ không nghĩ cho nó phương án cho xe máy, tại nó không có cần. Nó không cần, còn nếu nó ở Việt Nam này, ok, 18 tuổi cho thì mà lái xe hơi. Mắc gì? Ít ra mình có điều kiện, mình mua xe hơi cho con mình. Ra đường nó có tai nạn á, nếu nó chạy sai mình chỉ dùng tiền mình đền thôi. Còn nếu nó bị đụng á, thì cùng lắm là cái xe bị hư thôi. Cái đó là cách, tôi ngồi đó tôi thách khe con tôi nếu mà tôi có con. Chứ tôi không có chạy theo kiểu mà ra đường xích hai nhỏ trẻ trâu quýnh lộn xong rồi người lớn bay vô làm cái ghê. Mày biết bố mày ai không mà dẫn tao qua nhà đó coi được, cái nọ lắng nhách. Cái đó người ta kêu làm chuyện hoa nát. Thí dụ như ra đường con tôi nó bị hiếp đi, nó bị kêu quýnh bóp đi, chảy máu đầu đi. Ok, dẫn đi bệnh viện xong, đâu sao nó quýnh con, mày có chọc nó gì không? Đó, không chọc chứ tự nó quýnh con rồi vô mét cô giáo vậy thôi. Không có cần phải gặp nhà bên kia làm gì hết á. Chuyện đó bình thường. Nhưng mà ở đây tôi biết là có những quý vị người ta lo cho con ghê hơn tôi nhiều. Không có lo theo kiểu của mình đâu. Lo cho con là gì? Thôi đi học y đi, bố xin sẵn chỗ rồi. Không được, cũng phải Duy Nguyễn giờ bỏ y luôn vô học Academy của anh Duy Nguyễn. Đúng không? À, thôi học đi, học chơi chơi tèn tèn đi, về bố lo chỗ rồi. Bố của em biết rộng này nọ. Rồi xong mà lo kiểu này thế này quý vị. Thôi mà lấy nhỏ đó đi, mà lấy nhỏ đó đi, nhỏ đó cũng gốc bự á, nhà cũng giàu á, mà thôi thì lấy nó đi rồi cho muôn đăng hộ đối nhà mình rồi mình làm ăn chó lên. Nó là lo cho con đó. Không, thôi không, tôi tôn trọng quyền đó, mà yêu ai mà lấy cho mày, phải lấy cho tao. Vậy thôi. Không. Còn trước khi mẹ lấy á, đương nhiên đứng trong độ người cha đó, thì anh sẽ phân tích thiệt hơn cho nó nghe, cho nó hiểu, rồi chọn lựa vẫn là nó. Có cho con học võ tự vệ thì cần thiết không anh? Tùy, nó thích thì nó học thôi, đó quyền của nó. Chứ còn mấy cái piano nè, hát hò nhảy nhót, cấm tiệt. Còn nhỏ là anh cấm luôn đó, mà nó tao độc tài tao chịu. Chừng nào lớn rồi á, học hết hai cua rồi đó, mà đam mê ca sĩ, ok đó mày học sao? Rồi con giỡn nít râm. Tối ngày á, gặp mình không cứng là cái như mẹ nó lùa vô đám đó liền. Học đủ gì, học nhạc, học vẽ, học toàn là mấy môn gì vẫn viễn vông gì đâu á. Mình lấy quyền làm cha ra mình quất. Ba bao nhiêu tuổi cho nó đi tập gym được anh? Nó chừng 13-14 tuổi tập được, đem phòng nhà chắc nó 10 tuổi nó tập luôn rồi. Còn thường á giờ học võ là trong mấy trường nó có. Trường thường có võ nè, bóng chuyền nè, đá banh nè, bơi nè. Mấy môn thể thao tự chọn á, mình chọn gì đó mà chọn. Mạng nít nó ham mà, tập được 3 bữa đổi môn mà. Nhiều khi hài khoe, ba mới đá banh về mệt, ba ăn cơm nhiều ba. Ok, tốt thôi. Ba đá banh kia lớn con quá. Chuyện nhỏ, mốt qua tập game đi, lớn nó bay rào luôn. Làm con anh Duy thật sướng. Trời đất ơi, làm người phụ nữ của anh cũng sướng nè. Sướng sao anh kể nghe chưa? Thôi, chuyện đó kể gì em.
rồi nó qua Mỹ, nó qua Mỹ thì nó có lấy hai quốc tịch thì sao anh, thì kệ mẹ nó chứ thì sao. Ủa cuộc đời của nó tao lo tới đó thôi chứ mẹ lo tới nó cái gì nữa trời. Lo là lo cái gì, lo tới ăn học hết năm 18 tuổi. Còn bây giờ vô đại học thì nó chưa làm được, lo thêm tiền phí cho bài học đại học hết trách nhiệm rồi con. Còn chuyện sao cũng được mà đi, sao kệ mày chứ tao lo gì nữa. Đúng không, tôi đâu có nào lo cho con tôi cả đời, tôi không giờ lo cái nhà, cái xe. Hồi nãy tôi nói cái xe tôi mua cho nó đi học thôi. Còn sao nữa, đi học xong đúng không, mày muốn mua nhà gì đó tiền của mày, mày tự mua. Không thì tao cho đồng nào mua đâu. Mày phải đi làm, trả góp cho nó biết mùi đời. Còn sau này lỡ trước khi này nọ có di chúc tính sao. Chứ bạn này đưa ra cái quan điểm là các bạn quan điểm cái kiểu gì á. Quan điểm của tôi đẻ con lo tới ăn học hết. 18 tuổi đủ nhận thức rồi, trang bị cho mày kiến thức và sức khỏe. Sức khỏe thông qua gym và sức, còn kiến thức là thông qua việc đi học và thông theo việc đã đi dạy mày. Chứ muốn đòi hỏi gì nữa. Lúc đó mày muốn 10 cái nhà cũng có nó chứ đừng nói một cái. Mình muốn 10 cái nhà thì mình cố gắng mình làm, mình có 10 cái nhà thôi. Về ôm Việt Nam kìa, ôm 10 lô đất. Xong rồi chờ lên giá bán có 10 cái nhà rồi đó. Dễ chứ ta. Tôi đâu có 20 cái nhà. Dễ chứ em. Anh phân tích kỹ hơn tại sao anh không thích con mình học nhạc học vẽ. Cái này nói phải cho rõ không chụp mũ anh. Yeah. Tới năm 18 tuổi mà đủ không lớn rồi mà chọn gì kệ mày. Nhưng mà còn nhỏ xíu á, mới lớp 1, lớp 2 mà kể như con mẹ nó nhà dẫn mà đi học nhạc học vẽ là tao cấm liền luôn á. Học mấy môn xàm nó để làm cái gì? Trong khi nó còn nhỏ xíu à. Lo sức khỏe kìa, lo chơi kìa. Đó là quan điểm của anh thích học nhiều. Học đúng, khác học nhiều. Chứ giờ mấy bạn, mấy con của mấy cháu, không phải cháu mà là con của mấy bạn học anh hồi xưa đó, thí khô đâu đi học viết gù lưng cao không nổi luôn. Nít đâu kiến cận ba lớp. Hiểu vậy. Nó thôi mày hại con mày rồi mày ơi. Xong nói thôi mẹ bạn mẹ nó học bây giờ nó học nó thua. Tao không biết nó thắng hay nó thua, thấy mày thua trước rồi đó. Nó nói cho nó rõ, mà chụp mũ anh kiểu đó nha em. Nói chụp mũ anh kiểu đó, mốt giáo viên dạy nhạc dạy này dạy kia người ta ý kiến cái cò nữa này nọ. Anh nói rõ ràng là còn nhỏ xíu, nếu là con anh sẽ không cho học. Ok. Tại nó mất thời gian, nó viển vông, mà nó không thật sự là sự chọn lựa của nó. Mà chẳng qua mẹ nó nhà đang nhồi sọ nó thôi, rủ nó gạ nó cái gì đó không biết. Còn nó kiên quyết nó muốn học thì sao anh? Nó làm gì nó đủ, nó đủ suy nghĩ, nó kiên quyết nó muốn học. Nó nhỏ xíu thì sao nó kiên quyết nó muốn học được? Tại vì nó thấy nhà nó cứ hát hò này kia nọ, nó thôi mẹ cho con đi học hát đi. Ủa nhà nó là nhà nào? Nhà nó là nhà của anh chắc chắn làm gì cái chuyện hát hò. Nhà của anh là biệt thự villa, đầu tư home gym trước, phòng karaoke mà em. Hát hò kiểu gì, ai cũng làm sắp mặt hết hát hò gì trời. Không lẽ anh cưới vợ dễ không? Ở không rồi sao nó quản được cái gia nghiệp của anh? Nó học ở trường thấy bạn bè lên biểu diễn hát hay quá nên nó đòi học. Thì cũng phải cho nó cái trường nào một chút xíu, thực tế một chút chứ. Mình có tiền mình có quyền chọn trường cho con mà bạn. Rồi xong rồi mình nếu mà nó cãi đúng không? Con thấy đó, ba có giờ ba hát không? Con nhỏ xíu đó, con đi mấy cái sàm đó, mốt sao con giỏi bằng ba. Mày đam đi. Mà chưa kể, nếu mà tôi có con, nếu có thì chắc chắn là tôi là cái tượng đài mà con tôi phải tự hào rồi. Ví dụ như bà nội, bà ngoại hay mẹ nói gì đó, con hãy nhìn vào một người đàn ông vĩ đại trong gia đình. Này nọ kia nó tự hào xoáy cổ luôn. À, Di Nguyễn lúc nào cũng nói chuyện chửi thề không thôi, xạo 3 triệu. Mày vô mày xạo là tao 3 triệu chặn luôn, khỏi cho 300 giây. Thế, nó có thể tiếp quản tứ trụ của phụ thân nó. Ủa em hỏi mấy chị sao nó làm gì? Anh nói đời cuộc đời của nó tự đi. Anh còn chưa biết nó ở đâu kìa. Giờ nó là gì, sinh con trời sinh tánh. Cha mẹ phụ mẫu của nó thì ở đây. Mà ai biết nó đi học xong lấy vợ lấy chồng nó ở đâu. Mà nó học xong nó có công việc của nó có vợ có chồng, nó cần gì tứ trụ của tôi. Đối với nó tiền nào là tiền à. Nó thích cuộc sống tiêu diêu tự tại thì sao? Không biết. Cái chuyện này không biết em ơi. Đừng có bao giờ mang cái tư duy của mình ra áp đặt cho con mình. Đừng bao giờ chọn cho nó cái hướng sẵn rằng nó không sợ thất bại. Mày có tứ trụ kìa, mày về mày làm đi Di con. Không có được. Tứ trụ là của ba phải của con. Nhà của ba phải của con. Trong suy nghĩ con nắp hai vấn đề đó cho ba nha. Ba đã tốn rất nhiều tiền công sức để lo cho con vấn đề sức khỏe và giáo dục.
thì con hãy sử dụng hành trang của con mà con đi kiếm tiền. Còn trừ khi nào ba mời con á thì khác. Ba nói thôi giờ á, dù gì ba cũng tay tiếng rồi ha, thôi giờ con làm này 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 kia ba trả lương cho con. Còn nếu không á thì ba có thể tạo cho con cái cổ phần để sau này con làm thừa kế cho con, ok. Thì đó là ba con hợp tác mà nó khác. Ok. Trời đất, các bạn hỏi chuyện nít quá bạn ơi. Còn năm 22 tuổi nó quay về nó nói học sai ngành thì sao anh? Nó có ba, nó là Duy Nguyễn sao sai ngành được? À, chào anh có thể nói về plan hai vợ chồng hiện đại cùng nhau sống chung và có quỹ chung và lộ trình nuôi con đến năm 18 tuổi. Ủa thì làm sao không hiểu, hồi nãy giờ anh nói rồi đó. Ví dụ hai vợ chồng sống chung, làm chung thì giờ đầu tư cho con về sức khỏe và giáo dục tập trung vậy được rồi. Mà bản thân em muốn đầu tư cho con sức khỏe và giáo dục thì phải đầu tư cho em có sức khỏe mới làm có tiền. Mà đầu tư sức khỏe thì phải tập gym BBT với sức THL hết. Chứ ủa anh làm dịch vụ ra đây chi trời? Anh đón trước thời đại anh mới làm dịch vụ này. Chứ không anh đi làm mấy khác rồi. Ủa tại sao nó không ôm đất nó bán? Tại là nó không bền. Đúng không? Anh đầu tư sức khỏe mà. Ông hoàng ngành gym, chú tể ngành sức mà. Để anh chí. Tất cả mọi người đều phải có cái này. Họ có cái này họ mới có được cái sức khỏe để họ duy trì cái kinh tế để lo cho con. Ủa anh đi tắt đón đầu hướng tới dân trí cao mà. Còn em muốn anh trả lời cụ thể thì câu hỏi của em phải cụ thể. Còn câu hỏi của em hiện tại thôi chung. Lộ trình nuôi con 15 củ bên đường nào? 15 củ gà trống nuôi con ha em. Vợ nhiêu? Em nói phải cụ thể chứ, hai vợ chồng mà dư được 15 hả? 15 phải có con mày ơi. 15 mình uống thuốc thời gian đi. 15 cũng có con được mà anh. Hồi căng lắm em ơi. Có được nhưng mà căng quá. Cầm cái bài mà quýnh tối ngày giờ thôi may mắn lắm thua nhì. Áp lực lắm. Vậy chứ kinh phí bao nhiêu mà có con là được anh? Khi nói 15 là không đủ. Sống đâu? Ở đây đi. Sống đây hả? Ở đây mới tập game được THL chứ. Bây giờ bây giờ nuôi đứa con bèo gì phải 10 triệu một tháng rồi. 10 triệu. Tiền ăn tiền uống này nọ nít dữ nữa mày, tiền cái khoản khó nhất là cái tiền giữ con á. Cái đó binh không có đường luôn. Bây giờ binh đường cho ông bà ngoại, ông bà nội đâu mày. Mẹ ông bà ngoại mày tưởng bóc lột mày, để ông bà ngoại mày vui vẻ nhau đi mày ơi. Bây giờ mày bóc bà ngoại mày lên ở đây mày nuôi cháu xong rồi ở nhà ông ngoại ai chăm? Mẹ bà ngoại mày già rồi mày chưa báo hiếu được ngày nào hết, giờ mày đài bà ngoại mày nữa. Không giờ đúng là cái tư tưởng bóc lột biết quen rồi. Giờ ông bà ngoại muốn vô chăm cháu mà mình không cho sao được anh? Muốn vô chăm cháu. Cháu đứt tôm mà. Cháu đứt tôm này ngoan. Thôi mấy cái đó nặng lắm mẹ, mấy đó mà yếu tố gia đình xã hội Việt Nam mày nặng lắm. Cái gì? Kiểu đó mốt ông bà nội mày lái mày luôn. Cái tư tưởng mà ông bà nội cháu đứt tôm chăm nó lại mốt là thằng nhỏ mà lấy ai cũng khổ vậy ông bà nếu mà ông bà còn á. Chà. Cái mà không đúng không? Tết này mà không về mày chết mày với tao. Chết luôn. Ông má mà Tết giờ Covid từ lưa với máy bay tăng gấp 5 gấp 6. Ông Tết này mà không về mày chết chứ tao. Thôi. Nó căng lắm cái gì. Làm khu công nghiệp lương 7-8 củ người thôi vì nhưng mà bây giờ tôi không binh được cái đường đó. Ông hiểu không? Cái đường đó binh họ nó lủng từ lưa nè. Thông cảm đi, đường đó ai binh tôi binh được. Thật ra tình trạng bây giờ phụ huynh hơn thua ghê lắm. Tại suy nghĩ của họ vậy thôi. Tao nói mỗi người mỗi suy nghĩ mà. Thế giờ mà nhìn thấy cảnh thứ nhất nè, bạo hành. Nhỏ nào đó bạo hành đứa con riêng 8 tuổi. Đó cũng là vấn đề thất bại trong gia đình. Rồi thêm cái nào có đinh nữa không? Cũng thất bại trong gia đình. Rồi xong giờ ôm nhỏ chổi mương. Thì anh dùng anh dân miền Tây xong cái mương ngoan rồi em. Cũng thất bại trong gia đình. Rồi cái vụ kia thì cái vụ mà súng thì lớn rồi đó không nói. Thấy không? Tất cả những vụ việc toàn là trong vấn đề gia đình mà ra. Do cái sự suy nghĩ không chín chắn, không kỹ. Và không văn minh trong vấn đề thứ nhất. Vợ, chồng, con cái. Cho con học IT vừa thu nhập ổn định vừa phát triển tư duy. Nó thích chứ mày học được. Bây giờ con thích kiến trúc mà sao bỏ cho học IT. Đừng bao giờ định hướng con. Hãy phân tích cho con cái này kia nọ. Xong rồi tự nó chọn. Ok. Đó. Bây giờ một là nuôi quân mạnh đi đánh. Hai úp lâu đài. Phương án A có cái này tốt, cái kia tốt. Phương án B có cái này tốt, cái kia tốt. Con chọn đi con. Nó không học nhiều sau đậu trường top được anh. Cái vụ gì vậy?
ý là nãy nói anh nói con anh học vừa đủ thôi, học chơi chơi thôi. Ôi mẹ cần khỉ trường top mày ơi. Còn bây giờ nó cầm đồ phai nó từ lúc mới nhú tập bú đã học trường quốc tế rồi, cầm đồ phai lên tới hai cun mẹ dạng người mê. Mày muốn gì? Trời ơi, đúng không? Bây giờ nói thiệt các bạn phải chậm chứ. Giờ bạn cầm đồ phai đó bằng chọi vô cái trường nào trên thế giới mà chả đậu. Tôi đang nói lớp 9 nha. Tôi đang nói lớp 9 nha. Nó chọi vô cái hai cun nào trong quốc tế mà chả đậu. Đúng chưa? Rồi nó vô hai cun nó học 3 năm nữa. Nó cầm đồ phai đó nó chọi vô trường đại học nào mà. Trừ khi mày quá ngu thì tao chịu rồi. Mà làm gì có gì ngu 18 năm má. Ngu vừa vừa thôi chứ. Ngu sao lên lớp được. Nó nói chung là cái cách nói của em á là cái cách nói mà giống như là em đang thấy người ta vậy em nói thôi, nhưng mà nó không có phù hợp với thế con đường mà thằng kia đang đi. Đúng không? Lúc đó sợ nó request xin tới học bổng luôn chứ. Thí dụ như anh ví dụ anh nổ đi, vô trường Harvard. Nổ thôi, nhưng mà cái đóng trường thiếu gì đâu, cần trường gì Harvard đâu, đúng không? Nhưng mà ở đây tại các bạn biết trường Harvard nên anh mới nói trường Harvard. Nó muốn vô đó học đúng không? Nó nộp profile của nó vô. Người ta duyệt profile đó, người ta phỏng vấn rồi mày ra mà được mày đú trên 2-3 câu vô, đam với ông phỏng vấn 2-3 câu vô, rớt đậu kết quả. Rớt đó, nộp trường khác hoặc nộp 7-8 trường gì đó tùy. Hiểu không? Đơn giản mà, còn có phim người nhện không? Nộp vô MIT cũng được. Mình nổ mà các bạn, nổ đại trường lớn lớn thì cho nó oai ha, nhưng mấy trường nhỏ sợ các bạn không biết. Chứ còn học cỡ đại học Dallas thôi là kể như má ơi, chảy ke rồi. Ở đây các bạn làm gì biết Dallas, các bạn đọc báo và biết 10 trường lớn nhất của Mỹ đồ. Tại vì học sinh Việt Nam nổi tiếng này nọ ra làm tổng thống đồ bạn biết thôi. Đúng không? MCT, Yale, rồi Harvard, rồi gì nữa. Gì Columbia gì đó. Vậy anh sẽ định hướng cho con mà nó học không giỏi như thế nào vậy anh? Anh không hiểu sao khái niệm học không giỏi. Bây giờ đối với anh á, một là mày xuất chúng là thiên bẩm, còn hai á là mày bình thường mày ok. Bây giờ tại cái con đường học vấn của mấy em nó bị lủng nên mấy em ngồi mấy em hỏi mấy câu này. Ủa mấy em nghe anh nói chưa? Khi mà nó bú xong nó vô quốc tế nó nằm rồi. Có biết quốc tế là gì không ba? Không có phải khùng mà người ta bỏ ra gần 1 tỷ một năm cho học. Cái gì giữa cái giỏi không giỏi là cái gì? Nó vô đó nó học mà cái điểm cười bóc nhất là điểm A. Hoặc nào xui lắm bị bi rồi hết bà rồi. Nha. Nhưng mà nó không có bệnh thành tích nha các bạn. Tức là sao? Tức là từ hồi nhỏ xíu nó được dạy theo chương trình đó. Và cái tư duy cái đó thì các bạn hỏi là nó không giỏi là không giỏi cái gì? Một là mày xuất sắc mày tin anh, còn không thì là mày bình thường, tao chỉ cần mày bình thường thôi. Mày xuất sắc mày tin anh đó là vì mày A cộng. Đó. Còn bây giờ mày A thôi là cũng được rồi. Nếu mày hết sức mày A thôi là ok. Cứ điểm đi về đầu A. Xui xui có một cái B. B môn gì con? À B môn vẽ. Thôi mày vẽ mày B cũng được cũng sao. Mà chứ mày B môn toán là mày hơi mệt rồi à. Ví dụ vậy. Còn ví dụ như tiếng Anh mà mày học quốc tế mà tiếng Anh của mày ngu là thôi tao cũng nóng lắm. Nhưng mà nó không ngu được mới đau chứ. Muốn nó ngu không được các bạn. Cái đời của mình nè là mình học tiếng Anh lõm bà lõm bõm thì ok, có thể dùng chữ tiếng Anh mình ngu. Còn nó mới tập bú xong nó vô đó là nó nghe toàn là tiếng Anh không, mà nói toàn tiếng Anh không, nó ngu điểm nào nữa trời. Cùng lắm nói chuyện không bằng dân bản địa 1-9-1-10 thôi chứ. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như một thằng nhỏ đẻ bên Mỹ thì sao nó hiểu Việt Nam bằng con mình. Rồi mấy thằng con mình mới ghê. Thằng con mình là chơi hai kèo luôn á bạn. Lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam rành văn vách. Mày muốn nói tiếng Mỹ tao nói cho nghe. Cái đó là cái điều mà thế hệ F2 bên Mỹ nó không có được. Không phải là không có được mà nó không bằng. Nên các bạn đang đem cái cuộc đời các bạn vô bạc đặt cho thằng con trong tương lai của tôi hoài à. Mày muốn nó ra đời nó là mấy chú mấy bác trên diễn đàn này tối ngày cà khịa con hoài nha con. Không có cơ hội đi ngu. Đúng, tôi nói thiệt bạn không có cơ hội đi ngu. Tao nói là môi trường nào con người đó. Ngu kiểu gì? Nó chỉ không bằng được thằng nhất lớp thôi chứ không thể nào nó chữ ngu được hết á. Nó tốt nghiệp lớp 5, lớp 6
nó lên đọc bài thuyết trình Anh Việt, ngu không? Nghe là như tổng thống con vậy. Hồi đó đi bay nhau ghê lắm em. Xã hội phát triển gò ép khuôn khổ điển hình như Nhật Bản và Hàn Quốc tự tử quá nhiều vì quá nhiều áp lực. Nói chung nó tự tử, trước khi nó tự tử nó suy nghĩ cho nó kỹ rồi em. Chứ còn mẹ giờ cầm búp bê, cầm bình sữa tự nhiên rớt mẹ xuống mương rồi xong rồi cuộc đời đó thiệt á, không độ nổi mấy em. Tội nghiệp cho đứa bé đó hết hồn luôn. Đúng không? Hợp lý không quý vị? Nên thôi, đang nghèo rớt mỏm đừng có đam kiểu đó bật quy. Quy tiên sinh thiện trí khôn các bạn. Có đam kiểu đó chứ quy tiên sinh thôi chứ không ai hết á. Bây giờ bạn nghĩ coi đứa nhỏ đó, cái vụ án báo đăng các bạn. Con bé nó ngây thơ, nó hồn nhiên 5 tuổi. Cầm bình sữa, tay cầm búp bê, cha tưởng đâu cha ẩm đi chơi. Quá cha ôm ra mương liền luôn. Thiệt tôi không hiểu nổi này. Tất nhiên là ông cha đã bị bắt rồi. Mà cũng không có thoát án đâu. Nhưng mà nhỏ chứ đứa con. Đầu thật, thiệt xin lỗi bạn chứ. Nói tới nó lui, nhiều khi nó những cái đau lòng. Em thấy mấy đứa đi du học mà không biết tiếng Anh thì du học kiểu gì? Nó đi vô bển nó du học thôi mày ơi, xong rồi nó kết hôn nó ở lại đó. Một đường. Đường nó hai nữa lận. Đi Ami á, nó ở lại luôn, hai đường. Chuyện làm ăn của người ta kể đi, mẹ nó có tiền nó vậy á. Ba mẹ nó đó đem tiền này kia nọ đó. Tức là ba mẹ đem tiền cho nó, nhưng mà vấn đề là nó vẫn phải ở lại mới giữ được tiền chứ. Không, nó bị đè đạp về, nó giữ kiểu gì mày? Thì nó giữ lại đó bằng cách nó mở công ty thế hả? Chẳng hạn. Không có phép. Không được phép em. Nó phải làm gì làm, nó du tịch cái đã. Rồi nó mới làm được cái chuyện đó em nói. Còn bây giờ nó chỉ là du học sinh thôi, nó là du học sinh. Hết thời gian học đạp bóp về. Cho con học quốc tế cấp 1, cấp 2, lên cấp 3, học Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, xong du học, ổn không anh? Nó nhảm mày ơi. Độ học học cấp 1, lên cấp 2, cấp 3 luôn. Tự nhiên học cấp 1, cấp 2 quốc tế thì xong rồi. Rồi lên cấp 3 đi ra mấy trường kia học, sao nó học được? Nó đầu tư gì kỹ trời. Hay tới đó hết tiền rồi. Chắc vậy rồi, vậy thôi cho con học trường chuyên từ nhỏ đi. Rẻ mà. Vậy ai có tiền cho con học trường quốc tế cũng giỏi hết đúng không anh? Mày cứ giỏi với dở hoài. Vậy thì em hiểu sao gọi là giỏi, sao là dở. Đang so với ai? Đang so với thằng học trường ngoài chắc chắn nó hơn rồi. Còn nếu mà so với đứa học quốc tế chung với nó thì ai biết nó như thế nào. Có thể nó nhất lớp cũng có thể nó cuối lớp. Đúng không? Giờ lớp mà lớp 30 đứa đó, có thể mày hạng nhất cũng có thể mày hạng 30 vậy thôi. Đang ăn mà mấy em chọc anh đam hoài, rớt bột hoài. Thằng quỷ thằng game thủ này spam quá, phá mỏ. Xin lỗi tôi không muốn nói ra chứ nhiều em sinh viên mát du học qua đây làm gái. Vừa có tiền đóng vừa có tiền xài, chuyện đó kệ người ta. Ủa người ta làm gì làm cũng là con người, mà đã con người thì nghề nghiệp nào ta cũng chọn hết. Ông ơi, ông liên quan gì? Cái chuyện người ta làm gái với chuyện người ta du học nó không liên quan, nó mất xem. Nếu mà nói vậy Việt Nam nó vừa đi học nó vừa làm được vậy. Đúng không? Nên ông nói vậy giống như ông Diệm Hàng mới đi du học. Này là vô duyên. Đó, tôi nói cho mấy em du học đó. Đúng không? Nên mấy đứa nào mà nói câu này là đối với mấy em du học nó không công bằng, không có phe. Mấy em đam này nè, ủa? Cái chuyện tôi đi du học là chuyện của tôi mà tôi làm vì đam mê. Bây giờ tôi không đi du học tôi làm cũng được vậy. Nó có liên quan không? Đã mang mát du học nền giáo dục cao mà làm vậy thật mất giá trị và nhân phẩm và phẩm chất lương lẹo, phát hiện ra nhục cả đám. Ủa mà nói chuyện gì kỹ mày? Tao thấy cái đó bình thường mà, cái đó là con đường nó chọn. Đúng không? Con đường nó chọn thôi, kệ nó đi. Vậy tao hỏi mày, em dụng chữ làm gái nó chung lắm nha. Nó chung lắm nha. Đó. Nó có nhiều mức độ à. Ở trong nhà hay ngoài phố nữa. Rồi hợp đồng bao lâu nữa. Nó nói em đừng nói vậy, nó vẫn có văn minh. Bình đàn ông mà đừng nói mấy cái đó. Nha. Đàn ông mà nói vậy nó hèn lắm quý vị. Đối với tôi á, tôi đàn ông tôi không gì, tôi coi thường phụ nữ dù cho họ làm bất cứ cái gì. Mà hãy nghĩ lại, đàn ông đã chơi đẹp với họ chưa? Cái thằng á thì đi mà gọi là đi lừa đảo phụ nữ rồi đi này nọ, từ lừa học dưa đó thì nó tự hào là nó phong lưu. Nó chìa khóa của nó là chìa khóa dạng năng.
Đó, rồi cái ổ khóa con nhỏ kia mà lỡ 2-3 thằng nó ổ khóa hư. Công bằng không? Không có công bằng. Đừng nói dễ nhục lắm. Đúng không? Cái người phụ nữ người ta làm cái gì nó không nhục bằng cái thằng đàn ông đi ăn tiền phụ nữ. Đúng không? Bạn thấy cảnh không? Rất nhiều người phụ nữ đường này đường kia người ta không chọn lựa được, người ta ok có thể người ta ký hợp đồng với đại gia hay là gì đó, chuyện nói chuyện của họ để cầm đồng tiền về nuôi bồ. Má ơi, thằng bồ chả đang có đám ôn gì hết. Thằng bồ xài cái đồng tiền đó, thằng bồ ngẩng đầu được không? Mà tôi hỏi bạn đàn ông có không? Nó đừng bao giờ mà nói ừ làm này làm kia. Đó, cuộc sống á không ai nuôi ai ngày nào, thì đừng có bao giờ sỉ vả vô cái đó. Nói ra thì những gái người ta nói lại, gái người ta lại cũng nhục thôi. Thôi mệt quá, cãi họ. Đó là những cái đó đối tôi là chuyện riêng. Vậy là Duy ủng hộ con gái Việt Nam mình du học làm việc đó. Ủa mày có bị thần, mày có bị điên không? Ta nói là ta không chỉ trích mà nó ta ủng hộ. Đúng không? Ta nói là có tóc không ai muốn làm chọc đầu. Đúng không? Mày là cái thằng hôm qua đúng không? Cái thằng khứa mà nó rồi cái thông giả đúng không bạn? Mày ra gì chưa? Hả? Mày cũng lợi dụng thân xác phụ nữ để mà đi qua Mỹ thôi. Đúng thằng hôm qua không quý vị? Mày bây giờ mày quay lại mày nói chuyện kiểu đó. Xin lỗi các bạn nha, con bồ nào của nó mà đang coi live stream á, không chơi với nó luôn. Mẹ hôm qua còn nhục mặt đưa cái mặt ra thôi, giờ tình cũ mình bớt 5-80 ngàn. Ủa hôm nay mà nói chuyện cái kiểu này hèn không? Hôm qua em á là em nói giờ em nghèo bán đất bán ruộng gì đó không được 150, đúng không? Kêu con nhỏ đó bớt đúng không? Ủa cũng là em đang lợi dụng thân xác phụ nữ mà em. Sao em chơi không đẹp vậy? Em chơi đẹp đúng không? Là vợ dày thôi ok, người lạ thì 150, còn thôi mình là mình có quen biết, anh đưa cho em 200 luôn, thoải mái happy chưa? Đó. Còn quan điểm của tôi á, đàn ông á mà nói xấu phụ nữ á, đàn ông á mà đôi co cho phụ nữ á, tôi coi là hèn, chịu không chịu thôi à. Tại tôi không có tính đó, tôi thì tôi đôi co phụ nữ, tôi giờ tôi nói xấu phụ nữ và không bao giờ mà tôi đi kỳ thị phụ nữ, cho dù họ làm cái gì. Người ta phụ nữ người ta đã khổ rồi, mà nhất là phụ nữ ở Việt Nam này khổ 100 ngàn lần. Tôi chỉ nói lên một trong những mặt tối của du học sinh chứ không riêng là phụ nữ. Ủa vậy mày nói lên mặt tối du học sinh thì xã hội này có đóng mặt tối mày đi nói hết chuyện của người ta kể liên quan tới mình không? Nó khổ ghê vậy đó. Thứ nhất chuyện nó không liên quan tới mình. Còn giờ á, bây giờ ông nói mặt tối của người ta nói mặt tối của ông thôi. Bây giờ ông ở đâu? Việt Nam hay Mỹ? Qua Mỹ bằng đường nào? Ngon khai coi. Khai đi cho nó men bồ. Đó. Còn bồ không dám khai là bồ không men. Mà bồ không men bồ đi bồ đam phụ nữ kiểu đó là bồ hèn. Ok. Sao không liên quan rồi những người Việt bên Cali hỏi con gái Việt Nam du học qua đây có làm việc đó không? Sinh ra nghi ngờ không đáng có cho du học chân chính. Ủa cái đứa mà nó nghi ngờ á là cái đứa nó tào lao. Mày sống ở Mỹ mà tư duy ở đâu? Không lẽ dùng tư duy ở mọi thì nó kỳ chứ thiệt á. Hồi xưa là tôi dùng rồi, nhưng mà giờ tôi là đóng vai là nam nhân đó, gentleman. Không có thằng Mỹ nào mà đi tư duy kiểu đó hết á. Cái tư duy kiểu đó chỉ có Mỹ nói tiếng nước ngoài thôi. Đúng không quý vị? Giờ mình là mình đang nhẹ nhàng rồi nha quý vị. Nhưng mà mấy em nào mà coi like của anh á thì phải tin lên. Đó, từ câu ram của anh tụi em có thể khai thác tụi em đổi số chữ ra nó gắt lắm á. Trời ơi, mẹ Mỹ mà đi soi mối đề tư người ta rồi đi nghi ngờ du học sinh này nọ. Ok má ơi, Mỹ gì vậy? Bạn Mỹ tao không nào vậy hết á. Hồi nãy tao có một khách Mỹ kìa, xin lỗi bạn, khách Mỹ da đen luôn. Mình nhấn thang máy nó dễ thương lắm mà quay phô mi. Không á, vô mà đá không nhiều cớp cặp cái họ quýt lo. Tao nói tiếng Anh cũng gà lắm vậy đó, hỏi là mà quan. Xong rồi lên qua anh một cái á, rồi xong rồi nó mở cửa thang máy ra, đâu thanh kiều mình liền. Mỹ nào như mày? Má phải cả Mỹ. Mốt anh dùng chữ mờ anh mờ em nha mấy em. Mấy giờ khi mình dùng chữ mỏi mỏi này nọ, lãnh sự quán Mỹ người ta nghe người ta hiểu lầm mấy em. Anh dùng chữ mờ anh mờ em nha. Chịu không? Nhớ nhớ nha mấy em, mờ anh mờ em. Hả?
Còn ví dụ như mà anh á là Mỹ đế, còn mà em là Mỹ gì, anh không dám nói, mấy em ghi vô đi. Cái nào đúng anh xác nhận thằng đó đúng. Vậy đi cho nó lịch sự với em. Má chứ giờ anh căng lắm nha. Qua đây nhóm nail lái xe gỗ, nhiều ông còn có số điện thoại và dịch vụ, hỏi ra là du học sinh Việt Nam, tôi buồn vì giới trẻ. Ủa mày, giới già của mày cũng đổ đốn thấy mẹ luôn rồi chứ mày nói gì giới trẻ. Xin lỗi em nha, anh phải cứu mấy đứa này mới được, mấy đứa này nó bố láo thiệt chứ. Cái tội chơi mà kể, tao ghét nhất mấy thằng đàn ông mà chơi mà kể. Xin lỗi mày chứ, mày mới nói gì. Cái nhóm này nhóm kia lưu số điện thoại dịch vụ đúng không? Ủa thì ngon đi qua mấy gác kìa. Không có tiền chơi hả? Ô mẹ chơi mà bần thấy mẹ luôn. Chơi mà chơi vậy á mẹ. Ủa mình cũng đổ đốn thấy bà nội luôn. Xong rồi tưởng đâu mà sao. Cái này chắc không có tiền rồi đúng không? Người ta đi qua Las Vegas tao chơi luôn. Chơi men như ông Trump vậy đó. Đúng không? Ông Trump ông nói ông kiếm cái gọi thì ông nói ông kiếm cái gọi tao có giấu đâu. Nhưng mà chẳng qua giờ ông làm tổng thống nhỏ đó tới làm tiền. Ok, trám đồng vài đồng vô mỏ mày im. Chơi vậy mới là chơi một gì đó rất trùm. Còn mày chơi gì đó một cái đó rất là mờ em. Đàn ông gì đâu hàng thấy mẹ luôn. Thì có tôi đàn ông tôi gặp mấy ngày tôi chán gì đâu. Đã không có tiền muốn chơi rẻ còn bị đặt láo bần gì đâu thiệt. Không biết mấy bạn sao, không biết chị em phụ nữ thấy này sao chứ tôi thấy nó tôi dị ứng rồi đó. Thề đàn ông mình chơi nó phải đẹp, chơi nó phải sạch, đúng không? Thật sự mà nói giờ đàn ông hả, ví dụ như giờ không đàn ông đàn bà đàn nào chả chơi, nhưng mà chơi cho nó đúng đạo vậy thôi à. Giống như phụ nữ tao không chơi vậy, ai nó không chơi, chơi đồ hiệu đó, đúng không? Cũng vô mua LV, cũng vô mua Chanel bình thường vậy thôi, nhưng mà tao chơi cho sạch đó. Cầm vô đồ hiệu chơi đúng đồ hiệu ok, không ai nói gì đó. Phụ nữ tao chơi vậy, vô sòng bài kéo thua về không nhay, hôm nay hôm kia đã đời thua đã tố sòng bài gian lận. Đàn ông sống như vậy không được, ổng ổn đâu thật. Mình đàn ông mình phải này nọ kia. Thí dụ như mình đã qua Mỹ mình thành công rồi, không gọi là thành công mày neo 3K thành công được, nhưng ít ra mình đã lâu rồi. Em Út nó mới qua đó mình phải giúp đỡ. Còn đàn này mẹ bỏ tiền ra chơi đồ rẻ gì kể. Mà đâu phải ai cũng vậy, đúng không? Nó kể ra một cái hiện tượng ở trong một đống người luôn, nó không đại diện cho được cái gì cả. Vậy tao hỏi mày ví dụ như cỡ như bạn bè mày nó điền đơn với phe tao chửi nhục chịu chưa hả? Ít ra con nhỏ kia nó không có xin, đúng không quý vị? Hợp lý luôn, đúng không? Mà bây giờ mày đàn ông mày đi mày xin, bây giờ mày nói nhỏ nó làm nhục ai nhục hơn? Tôi để dành mở tiệm nail, lấy vợ quản lý làm chủ, ăn chơi chỉ có nát tương lai. 3K dành cái móc gì mẹ ơi, mệt quá. Huy tao muốn dập tắt giấc mơ của mày chứ. Má ơi, làm 3K ra thật kiếm vợ khó nữa. Tôi nói bạn này, tôi nói người khác. Ok, tôi các bạn coi livestream nên cẩn thận nha. Tôi nói cái thằng này, tôi đưa hình nó lên, đưa tên lên, thằng Hun Chon gì nè, nó đang xỉa sói phụ nữ nha. À, mà tôi nãy giờ tôi bảo vệ nữ quyền dữ lắm luôn á. Ủa sao xạo mày làm 3K ăn bữa đo bữa no bữa đói, giờ để dành mà mua tiệm nail, quản lý tiệm nail, mày nói chuyện sao nó mâu thuẫn vậy trời. Cái đầu óc của mày làm chủ được đâu? Tại sao cái thằng làm chủ á đầu óc tư duy nó phải lớn, giống như mình vậy nè. It's me, nó phải gọi là phóng khoáng, nó phải quảng đại. Còn bây giờ mày đi mày dìm hàng mấy em nào đó mà lỡ mà người ta làm gì quên rồi. Người ta làm gì đó làm cái gọi xong rồi mày vô đây mày dìm từ lưa nãy giờ mày có cái tức là cái đầu của mày không thoát qua được cái háng của cô gái gọi. Thì làm sao mà mày làm chủ được? Xin lỗi các bạn. Mà chính vì bạn á làm gián tiếp mất mặt đàn ông. Không biết bạn dân miền nào chứ bạn dân miền Tây thì tôi nản nữa luôn. Dân miền Tây người ta hào sảng. Tao không chơi dơ vậy. Nha. Giờ nhỏ đó nó chơi đường cùng đó. Ủa em nói chung em mua bán, em có xin, anh nộp đơn anh xin hàng tháng anh mới nhục nha. Nó xạo lờ. Nó xạo lờ chứ dân du học Việt Nam giờ toàn khá thật, ai đi làm mấy trò rẻ tiền với thể loại 3,000. Thì đúng rồi đó ông, nhưng mà giờ nó nói cái kiểu đó tới mình phải đập nó.
Nó dựng, nó dựng chuyện, nhưng mà cái chuyện nó cho dù không có, tôi cũng đập luôn. Mình có quyền nghi nữa chứ. Còn tôi thì tôi đam, tôi chấp luôn, cho mày nói sự việc có thật. Nhưng mà nãy mình chưa có làm rõ chữ gái gọi nha các bạn. Mình nói rồi cũng có 100.000 loại. Nó không phải là ví dụ ngoài đường khác, trong phòng khác, dịch vụ khác, hợp đồng khác, loan contract khác. Các bạn ở đây biết loan contract không? Nó khác chứ. Tôi chỉ cảm thấy buồn và nhục cho con gái Việt Nam mát du học, không được học hành đàng hoàng như mọi du học sinh nước khác, không hề xỉa xói, duy đường chụp mũ tôi. Giờ chơi bài sủi mà. Nói chung mình không có, mà tao không có chụp mũ mày, nhưng mà tao chỉ nhận xét người mày sống không có sạch, sống không có chất, vậy thôi à. Còn cái chuyện nãy giờ thôi thôi, bò cái gì quên rồi. Cái gì quên rồi mấy em? Cái gì mà cái gì? Ở chó đừng chê mèo lắm lông. Mình lo cái 3.000 của mình trước đi kìa. Ok chưa? Thôi mệt quá. Còn giờ người ta làm nghề gì kệ người ta. Người ta đi qua bằng gì kệ người ta. Mắc gì phải vậy, đâu cần có lo giùm đâu. Đúng không? Đóng thẳng đi lậu kìa sao? Con nhỏ này nó có sai đi chăng nữa, cái sai của nó chỉ có làm lậu thôi. Còn giờ bản thân con đóng thẳng đi lậu luôn. Ai đi qua đường bơi biển má? Ủa ai đi bằng đường 50.000 cũng sai vậy? Nếu mà giờ bươi ra ai trả sai? Mày làm 3.000 mày đàn ông mày cũng sai luôn nữa. Không chịu thôi à. Quá bực mình. Đúng không quý vị? Nếu mà tao nói làm 3.000 sai thì nhiều khi đụng chạm tới người làm 3.000 tao nói 3.000 sai, nhưng mà không, tôi nói thằng này thôi. Tôi nói thằng Hun chôn này thôi. Nó mẹ làm 3.000 đi bình phẩm chuyện thiên hạ, rồi sau này mộng mở tiệm nail rồi mình giấc mơ ghê vậy. Con có vợ giấc mơ đẻ con ra cho là không mỹ luôn không? À, làm nail 3K nhưng bằng chính tay làm ra không hề vi phạm luật pháp. Tôi luôn tự hào không bằng Duy, nhưng cũng đừng chửi tôi như vậy. Không có chửi, chỉnh thôi chứ không có chửi. Ok, con đường làm nail 3.000 không vi phạm luật pháp, khai thuế nhiêu? Ủa chứ phải 3.000 là đường miễn thuế rồi. Miễn cái bố. 3.000 là 36.000 năm sau miễn. Rồi tôi hỏi bạn điểm đó đó. Bạn nói bạn không vi phạm đúng không? Tôi hỏi bạn con đường thuế. Đưa tờ biêu thuế năm gần đây nhất, bạn khai bao nhiêu? Rồi cái thứ hai, bạn qua Mỹ bằng cách nào? Xạo xạo. Mình mẹ sủi liên, mình sủi như chặt vậy đó. Bây giờ dám cà khịa như một số cô gái bất hạnh Việt Nam à. Các bạn theo tôi đi chất vấn vô hai điểm đó. Ông này ngon, đủ dám vỗ ngực câu, dám nói không vi phạm pháp luật nè. Được. Đã. Xin lỗi nha Duy Nguyễn, hơi bị rành Mỹ á. Còn không thì thôi, giờ ở trong cuộc biết người trong kẹt, ai cũng có hoàn cảnh riêng. À, mình dừng câu chuyện ở đây đi, ok, tha. Đúng không bạn? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong cạc thôi. À, chúng ta chỉ tranh luận trên mạng, tôi đưa giấy tờ cho Di, bí mật công khai bên ngoài người ta tìm tôi, chơi vậy không phe, ok, không cần mà nói giấy, mày nói mày khai thuế bao nhiêu thôi, ok chưa? Thì tranh luận mà, giờ không cần giấy luôn. Chắc gì có giấy. Nhưng mà thôi, ok. Bây giờ là mình đấu kiến thức. Đó. Đấu kiến thức rồi, chắc gì mày ở Mỹ. Nhưng mà thôi ok, giờ khai thuế năm rồi, nhiều lắm thôi, nhiều nói nghe coi. Còn bây giờ thông tin nữa, trời che được mà, đâu khó. Gặp tao mày quăng tờ giấy luôn. Chó men vậy mới phe, sống phe. Mày đang tranh luận với anh Duy, mày thấy mặt mũi thần thái, bách rau nhà cửa đồ. Còn trong khi tao không biết mày là ai, kêu thằng nào không phe. Thằng nào không phe hả? Thằng Hun Chon. Hun gì? Hun Chon. À, mỗi tháng tôi chỉ nhận từ chủ 3K thuế để chủ lo tôi mới qua chưa được một năm không rành. Thật ra đó mày làm nail mà chủ mày nói về nghề nail đó không phải ảo nữa. Tức là chủ mày tháng trả cho mày 3.000 xong rồi bắt mày làm gì mày làm đó hả? Chắc gì? Cái này ảo ảo nha. Cái này trong nghề nail nó không có bạn ơi. Thằng này nó gầy game lạ quá. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mày qua mới năm chưa rành vậy có khai thuế lần nào chưa? Chưa không ơ? Chủ không thể nào khai thuế được nha ba. Đừng có ẩu à, mẹ tờ thuế là mày ký tên vô à. Nghe, Duy Nguyễn hơi bị rành Mỹ đế đó các bạn. Lúc đó đi kiếm luật sư khai thuế thấy bà. Không phải luật sư mà ông khai thuế giùm. Ông làm dịch vụ.
Ông ra đó khai thấy bờ luôn chứ đó mà chủ quan năm chưa rành chắc chưa tới giờ chắc chưa khai được nào đúng không? Vậy tức hồi nãy trả lời nước đôi các bạn, nó rành nó nhận 3 tiền thôi, nó nhận 3k nó trả nước đóng cái gì cả. Chủ có đóng thì là chủ đóng, mà chủ không đóng tức là nó lủi. Ồ, này ngộ nha. Rồi xong hỏi nhỏ nhỏ nha, Quang Mỹ bằng đường nào vậy? Mới qua năm mà đúng không? Không thể tự nhiên mà qua được. Chắc 150 à. Hả? 150. 150 chú tịch rồi. 150 là chú tịch vậy, vợ mày đâu rồi? Còn Việt Nam. Sao Việt Nam được đó, 150 là vợ nó ở đây chứ. Vợ hờ. Hay là đi qua bên bang nào đó kết hôn với thằng luôn chứ phải con nữa. Có bang, bên Mỹ có bang chấp nhận hôn nhân đồng tính nha các bạn. Nên tóm lại ảo quá ba ơi, giờ thôi giờ đi qua Mỹ bằng đường nào. Nếu mà đi bằng đường lậu lụi sai pháp luật á thì thôi. Mình cũng ron, thôi kệ nó đừng soi mối chuyện của nhau nữa. Thôi chuyện ai để làm, chúc các em đó có một tương lai tốt đẹp vậy thôi. Văn minh lịch sự đàn ông không? Quá đẹp luôn. Còn bây giờ đi ra đường không biết nào nhục hơn à. Đúng không quý vị? Giờ ví dụ như con nhỏ mà nãy giờ nó dìm á, con nhỏ nó lên đồ đi ra đường mẹ ngồi xe mua trần phát nữa, mày ngồi xe cà tèn không biết nào nhục hơn à. Còn cái đó đó nha quý vị, mới qua chưa được năm thì có chứng chỉ nghề bằng cách nào nó cạo lụi. Thằng này nè, thứ nhất là nó không đành tiếng Anh nè, đúng không? Mày không đành tiếng Anh mà mày mới qua chưa được năm mày học neo bằng gì? Ở bên Cali học tiếng Việt hả? Vậy có bằng neo chưa? Chưa. Mày chưa có bằng neo mà đi vỗ bậy thì cũng chết rồi con. Rồi sống luôn. Mà tôi chia sẻ cho quý vị biết nha, ở bên Mỹ nó không giống bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam mình còn có mạng đi vỗ dạo, còn bên Mỹ không có chuyện vỗ dạo, vỗ vô tiệm, vỗ dạo, vỗ gì. Nó ảo lắm. Thằng này nó ảo mà ra đà lắm. Không tin thì hỏi mấy bạn hỏi Diêm Chúa, ủa đi neo Chúa đi. Làm gì có chuyện vỗ dạo. Là người ta dễ mở cửa cho người lạ lắm, mà vũ dạo mới ghê chứ. Mà vũ dạo cho người Việt nữa, bữa trước nó nói vũ dạo cho người Việt. Ông nội ơi, sao ông ảo, ảo mà nó, ảo mà Canada luôn á. À, Duy hỏi tôi làm gì, Duy hỏi làm gì tôi không có bổn phận phải trả lời, đó là bí mật. Nhưng con gái du học qua Việt Nam làm nghề đó, thật sự nói ô nhục không thể tả, chia sẻ vậy thôi. Ok, mày nói ô nhục thì mày cũng là ô nhục. Mày ô nhục hơn. Không có lương được, đúng không? Tao nói con nhỏ kia nó không có gì sai chứ, nó chỉ sai một cái, thí dụ như nó làm cái đó mà trong cái bang đó đó người ta không chấp nhận cái nghề đó thì nó sai pháp luật làm lụi, chỉ sai cái đó thôi, nó không xin. Còn ngược lại tao không biết mày có xin hay không nè, đúng không? Còn cái ngược lại nè, bây giờ qua Mỹ vào đường nào không dám nói nè, thuế thì sao cũng dám nói nè, mày quá nhiều nghi vấn con. Đúng không? Quá nhiều nghi vấn nên nó tóm lại giữa hai con người, tao giờ đánh giá nhỏ kia hơn. Ok. Ừ, vậy thôi. Anh giờ đánh giá nhỏ kia hơn, chịu thôi à. Ở đây mỗi người một quan điểm, các bạn có thể ủng hộ nó, các bạn có thể ủng hộ nhỏ kia. Nhưng mà nếu xét giữa hai con người thôi, tôi đánh giá nhỏ kia hơn. Còn mấy cái chuyện mày làm 3.000, 4.000, cái gì mày im đi, tao đâu có chi vấn mày này làm gì. Mày đi qua bằng đường gì kệ mày, nó giờ hoàn cảnh. Duy Nguyễn ơi, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Không phải tao duy sức tao hiểu. Mà mình cũng dư sức, mình quảng đại, mình không trách nhất với nó làm gì cả. Tại vì tao không nuôi được mày. Ok, thì mày đi qua Mỹ bằng con đường gì, mày sống như thế nào đó là chuyện của mày. Mày tôn trọng mọi người thì mọi người tôn trọng lại, chúng ta cùng nhau đàm đạo. Có thể là chia sẻ cái nỗi khổ giữa người tha hư với người ở lại. Mẹ quá đẹp không muốn. Tự nhiên vô đi cà khịa con gái, để cho vợ hỏi ra cái lũi lừa. Em thấy trường quốc tế hệ mẫu giáo cấp 1, cấp 2 thì xịn hơn trường công, nhưng cấp 3 lại trường Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong VIP hơn, anh nghĩ sao? Tao nghĩ là mày sai. Thứ nhất, cái gì nó phải đi theo hệ thống của nó. Bây giờ, ví dụ như em cho con em học cấp 1, cấp 2, trường quốc tế, cấp 3 qua trường đó, sao nó học? Thứ nhất, nó không học được. Mà thứ hai á, học quốc tế là tao đi du học rồi. Hầu như là như vậy, thì lớp 9 nó lủi đi du học bạ rồi. Tại vì sao? Tại vì lên lớp 10, 11, 12 cái tiền học ở Việt Nam ngang trường học bên nước ngoài. Lúc đó đi luôn là đẹp rồi. Nó qua bên đó nó có 3 năm giao thoa. Nó dễ hội nhập với cuộc sống của nước sở tại. Đó là gì cũng tính thôi, tại em không nằm trong hoàn cảnh giới đó, không biết thôi. Chứ không ai tính cái nước như em hết á, cuộc cái nước của em á thiệt á, anh bạn bè thực tế hay là kiến thức đường đời anh chưa thấy ai chơi luôn á. Trừ khi hết tiền. Chịu.
Ví dụ như cha mẹ đang làm ăn tính đường cho con học trường quốc tế, tự nhiên tới năm lớp tới năm lớp 9 bị Covid này nọ, công ty nó nợ nần tùm lum la lo không được nữa, thôi ra trường ngoài. Là thằng con rất là toan, nguy luôn đó chứ không phải toan nữa, rất là nguy hiểm.